Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lâm Tâm Như lần đầu trực tiếp nhắc tới tình cụ Lâm Chí Dịnh sau vụ thông xe nghiêm trọng. Xuất hiện tại sự kiện mới đây, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã có chia sẻ về Lâm Chí Dịnh khi được hỏi về sức khỏe của tình cụ. Có mặt trong sự kiện thời trang mới, Lâm Tâm Như nổi bật với bộ trang phục hồng đực cùng đôi guốc cao tới 30cm. Ở tuổi ngoài 47, sắc vóc của sao Hàn Chiếu Cách Cách vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì sự trẻ trung và khí chất. Nhan sắc trẻ trung cùng thân hình thon gọn của mỹ nhân họ Lâm ở tuổi U50 nhận được nhiều lời khen. Tại sự kiện, khi được hỏi về Lâm Chí Dịnh, Lâm Tâm Như đã gửi lời chúc mừng tình cũ. Cô cho biết, chưa đọc bài đăng mới của Lâm Chí Dịnh, sống chúc anh mau chóng bình phục và quay trở lại làm việc. Trước đó, khi biết tin tình cũ gặp nạn, người đẹp Hoàn Châu Cách Cách cũng bình luận ở bài viết Trần Nhược Nghi, vợ Lâm Chí Dịnh trên Instagram. Cô lên em hãy giữ sức khỏe, chăm sóc cho bản thân nữa nhé. Gần 30 năm kể từ thời điểm chia tay, Lâm Tâm Như giờ đây thoải mái hơn khi nhắc về tình cũ Lâm Chí Dịnh. Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ một thời của Đài Loan giờ đã có gia đình hạnh phúc riêng, giờ đây họ cũng trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.